Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin tao loạn lũng đoạn nhà nước. Sau vụ Việt Á làm bộ kit xét nghiệm dởm, vụ Tân Hoàn Minh tuyên bố hủy đấu giá đất ở Thủ Thiêm và vụ FEC bán chui cổ phiếu trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Nay lại đến bầu thụy với tập đoàn Thái Group toàn tính thôn tính diện tích lớn đất Phú Quốc với chiêu bài dự án cảng vũ trụ. Tác giả Nguyễn Quang đã có bài phân tích diễn tiến thời sự nêu trên với tựa đề tao loạn lũng đoạn của nhà nước. Chia sẻ của ông như sau. Trong khi lệnh mở rộng điều tra vụ án Việt Á và đồng bọn vừa được công bố theo khuynh hướng không có vùng cấm, thì Trịnh Văn Quyết của FEC lại bán chui cổ phiếu để trục lợi hàng ngàn tỷ đồng và Đỗ Anh Dũng, tức là Tân Hoàn Minh, đã bỏ cọc sau khi đấu giá được lô đất vàng, nhưng thấm đẫm máu và nước mắt của dân nghèo Thủ Thiêm với giá trên trời để lũng đoạn thị trường. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Riêng Vượng Vin nhờ có nội gián trèo cao leo sâu nên đã cao chạy xa bay trước đồng bọn khá lâu và giờ y chỉ việc ngồi khua môi múa mép trên báo nhà nước Vingroup Too Big To Fail, tức là Vingroup quá lớn nên không thể sụp đổ. Các vụ scandal này có nhiều sắc thái khác nhau, nhưng nó y chang ở bản chất như sau. Tất cả chúng đều là một lũ cửu vạn cho những kẻ chủ mưu giấu mặt từ phương Bắc, thao túng chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và lũng đoạn nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để trục lợi biến đất công thành đất của ông, đẩy một phần công khố và tài sản của quốc gia của Việt Nam sang tay cho các ông chủ bên tàu. Giữa lúc có cửu vạn của tàu nổi lên những hiện tượng gây đại sốc dư luận trong đầu năm 2022 này, thì ông chủ Thái Group Nguyễn Đức Thụy hay Bầu Thụy cũng vừa trình làng ý tưởng ngông cuồng khác. Đó là xây dựng cảng vũ trụ tại Phú Quốc. Bầu Thụy quyết định thành lập Thái Space vốn điều lệ là 26.688 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Thái Group đề xuất dự án cảng vũ trụ du lịch Phú Quốc có tổng đầu tư là 30.000 tỷ đồng, tức là 1,3 tỷ đô la cho giai đoạn 2022-2026. Theo công văn của Thái Group giải trình, thì mục tiêu của dự án là xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang với các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Việc phát triển cảng vũ trụ phục vụ cho mục đích du lịch được cho là bước ngoặt đột phá kinh tế xã hội của Việt Nam trong tương lai. Cảng vũ trụ được hiểu là nơi phóng tàu vũ trụ vào quỹ đạo quanh trái đất. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Thụy, còn gọi là Bầu Thụy, chủ tịch tập đoàn Thái Group. Trên thế giới chỉ có 3 nước lớn đầu tư là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tại Mỹ, cảng ở Mỹ có tổng chi phí hơn 200 triệu đô la. Tại Trung Quốc, cảng vũ trụ Văn Xương ở Hải Nam có tổng chi phí là 700 triệu đô la. Dự án cảng Thái Space có quy mô đầu tư gấp 6 lần của Mỹ và gấp 2 lần của Trung Quốc. Nổ to thế nhưng ai cũng biết mục đích chính của ông Thụy là để cạp chính sách và ăn cơ chế đặc thù. Trong khi các đại gia bất động sản tiếp tục bám đất trục lợi thì Bầu Thụy lại ủ mưu bay lên trời như tỷ phú của Tesla và tỷ phú Bezos của Amazon. Cụ thể Bầu Thụy nghĩ làm cảng vũ trụ cũng dễ như mua đội bóng, ngân hàng Liên Việt hay chiếc xe Rolls Royce. Người Việt thì dễ ngộ nhận và bốc đồng. Khi làm PE, ý tưởng về cảng vũ trụ của Bầu Thụy tuy hơi giống tư tưởng là ý tưởng là Bamboo Airways của ông Quyết, nhưng chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều. Cũng phải công nhận là bộ máy quảng bá của Vingroup rất là đẳng cấp. Sau khi chuyển một phần lớn vốn ra nước ngoài bằng các hình thức đầu tư tinh vi, suốt mấy tuần nay, ông Vượng Vin dù có biến thành đà điểu lúc đầu xuống cát thì vẫn không trốn khỏi tai tiếng và bố rìu của dư luận. Bữa rồi, bộ máy PE của tập đoàn được kích hoạt trở lại, đưa ông Vượng danh sáng cho một phóng viên gà nhà phỏng vấn để cứu vớt phần nào tên tuổi. Thật ra phỏng vấn này là bài viết trau chuốt có nghề mà nội bộ đã soạn sẵn. Đây là hình ảnh bài phỏng vấn ông Phạm Nhật Vượng đăng trên tờ báo Việt Nam Express. Và cái vụ này cũng nằm trong chiến dịch PE của tập đoàn Vingroup. VinFuture được cho là tạo nên kết nối khoa học toàn cầu, dám công bố giải thưởng 3 triệu đô la cho ai trèo được cây chuối bôi mỡ của Vin. Cũng phải công nhận Phạm Nhật Vượng dám bỏ tiền, dám chịu chơi,
nhưng nhiều người hiểu chuyện đời thì chỉ biết phì cười. Nếu như không có những đỉnh cao thời đại, lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối đất nước này thì cả đời, đời can của các nhà tư bản thân hữu, đội mổ sống lại cũng không dám mơ chỉ qua một đêm bán chui một ngày đấu giá lùi mà thổng được hàng chục ngàn tỷ đồng, hàng trăm hecta đất của dân Việt vốn đã nghèo khó, vốn đã khốn khổ qua đại dịch Vũ Hán. Sai lầm thời đại đồng thời cũng là một sự thật đau xót mà con dân nước Việt đang là những nhân chứng bất đắc dĩ. Điều nhà thơ Thái Bá Tân đã đúc kết như một đoạn Trường Tân Thành, tức là tiếng kêu xé ruột. Một khi cộng sản đỏ chơi với tỷ phú đen thì kết quả tất yếu là xã hội đảo điên. Xin phép mượn tạm câu thơ này để thấu triệt mối liên hệ mắt xích nói trên. Mà thật ra thì cũng không có gì khó hiểu cho lắm. Đơn giản là vai diễn của mấy tỷ phú Việt, đồng thời cũng là những mannequin ngoại bang đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử như là những tỷ phú ủy nhiệm. Đây là hình ảnh ông chủ tịch tập đoàn Tân Hoàn Minh hủy kết quả đấu giá kỷ lục đất Thủ Thiêm và chủ tịch FEC bán cổ phiếu chui gây nhiễu loạn thị trường và thiệt hại cho các nhà đầu tư. Vai diễn của họ được các đạo diễn ngoại bang cho nghỉ sớm hơn dự kiến để trở về với con người thật ngoài đời. Có chăng một chút khó hiểu là tại sao những nhà đạo diễn ấy lại chọn cách đó, cái cách mà coi thường luật pháp Việt Nam. Cứ như là họ đang sống trong một nước châu Phi hoang dã, chậm phát triển và phi luật pháp. Nghĩ nhiều lúc cũng thật đáng buồn cho thế sự. Hãy chờ xem màn tiếp theo của vở kịch này sẽ được tiếp diễn như thế nào. Điều quan trọng với các ông chủ là họ đã sử dụng khá nhiều hiệu quả, phần lớn các nhà tư bản Việt. Và qua các công ty bình phong của họ, tình báo Hoa Nam Cục đã thâu tóm được tất cả những mảnh đất đắc địa nhất trải dọc bờ biển Việt Nam. Rồi những mannequin nói trên chỉ trong một tháng cuối năm đều lộ nguyên hình là những kẻ gây ra tổn hại cho lợi ích quốc gia. Họ đều xứng đáng để đưa lên đoạn đầu đài của công luận. Trong số ấy, rồi đây sẽ có những người chết theo nghĩa đen, nhưng cũng có những kẻ chạy giỏi có thể được tập đoàn băng nhóm mới vỗ béo tiếp để dành cho bữa tiệc kỳ sau. Cũng hôm 17 tháng 1 năm 2022, chúng ta vừa được chứng kiến luật pháp của xứ Đông Lào tuyên phạt anh Quyết Còi 1,5 tỷ đồng Việt Nam vì tội tái phạm bán chui cổ phiếu. Là con đẻ của chế độ, là sản phẩm của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội độc tài toàn trị, bản án ấy chỉ là một chuỗi inox và không là gì với anh Quyết cả. Đây là hình ảnh dự án cảng vũ trụ ở Phú Quốc của tập đoàn Thái Group. Số tiền ông Quyết kiếm được qua vụ bán chui cũng như sự bảo lãnh từ cánh băng nhóm mới có thể lớn hơn rất nhiều. Thì đấy vẫn sự phối ngẫu giữa chủ nghĩa tư bản thân hữu về kinh tế với quá trình tiến quyền về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân danh quốc gia, dân tộc, ta thấy Vượng Vin vẫn đàng hoàng lên mặt dạy đời trên báo Quốc Doanh trong những ngày gần đây. Xem ra sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ sẽ là một tất yếu lịch sử đã được báo trước nếu mọi chuyện tiếp tục chuyển động như đèn cù hiện nay. Hẳn nhiên nhìn bề ngoài, triều đại vẫn còn dẫy chết được một thời gian nữa. Trạng thái chết lâm sàng ấy của chế độ sở dĩ có được là nhờ nền tảng toàn trị độc tài và phi nhân, đặc biệt là cơ sở tư tưởng chuyên quyền ách kìm kẹp đến nghẹt thở đối với mọi quyền tự do sơ đẳng của người dân. Chính sách ngu dần, khủng bố trắng từ bao lâu nay, sự kìm tỏa đối với dân toàn dân tộc như một hiệu ứng của quỹ đạo thành đô và sự bảo vệ, bảo kê của ngoại bang đối với những kẻ cầm đầu là những mối họa nối tiếp nhau. Từ cái quy định phi lý người làm tổng bí thư phải là người Bắc có lý luận, cho đến quan điểm tù mù đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân. Tất cả là sự thao túng chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và lũng đoạn sự quản trị về mọi mặt của một nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính mời các bạn xem bản tin một năm sau Đại hội 13, rối loạn chức năng toàn trị thêm trầm trọng. Mặc dù tham vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam là cai trị toàn dân theo mô hình độc tài toàn trị, tuy nhiên chức năng toàn trị này đang có dấu hiệu bị rối loạn và mất kiểm soát trong bối cảnh dịch Covid đang hoành hành và tham nhũng tăng đều một cách toàn trị và trầm trọng hơn. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã có bài phân tích về hiện tượng này đăng trên đài tiếng nói EFA. Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19
đang tàn phá nền kinh tế và thay đổi cuộc sống xã hội bình thường. Giới lãnh đạo mong muốn coi đây là dấu mốc xua tan được tình trạng u ám, bi quan về kinh tế, xã hội và thể chế và khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng bỏ phiếu trong đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến dịch tuyên truyền về Việt Nam hùng cường, chiến lược để trở thành quốc gia có thu nhập cao và có cái mốc kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản ra đời vào năm 2030 và thành lập nước vào năm 2045, ghi trong văn kiện của đại hội lần thứ 13, được triển khai rầm rộ, đồng thời đưa ra thông điệp cải cách thể chế chính trị. Tuy nhiên, sau một năm nhìn lại, tình hình kinh tế xã hội trái lại đã có phần ảm đạm hơn. Những khó khăn và thách thức vẫn rất lớn cho những năm sắp tới của nhiệm kỳ 2015-2026, cũng như chiến lược phát triển. Chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối toàn trị thường có nguồn gốc từ mô hình của Lenin, sử dụng bạo lực để huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Cùng với thời gian, chế độ toàn trị đã thay đổi và một trong những biến đổi là mô hình Trung Quốc mà Việt Nam đang noi theo là duy trì chức năng toàn trị, đồng thời chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường với các nguyên tắc vận hành thay thế cho kế hoạch hóa tập trung. Biến thể này có ưu thế trong thời kỳ đầu khi còn dư địa tăng trưởng lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhưng đã giảm dần ưu thế cho đến khi diễn ra khủng hoảng kinh tế, kéo theo là bất ổn thể chế. Thời gian gần đây, sự rối loạn chức năng toàn trị trở nên ngày càng nghiêm trọng. Chế độ luôn trong tình trạng phải đối phó, bị động trước các thay đổi. Đây là hình ảnh vào hôm 30 tháng 9 năm 2021, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu, v.v. Bản chất của chế độ được phản ánh trong những tình huống bất thường. Trước đại hội lần thứ 13 với biểu hiện rối loạn vừa được thừa nhận, trên bảo dưới không nghe, hoặc là trên nóng dưới lạnh, hoặc là bộ máy trì trệ, hoặc là tham nhũng, rồi thì lợi dụng chức quyền, rồi được tham vọng quyền lực, cua cậy càng, cá cậy vây, v.v. Thì trong bối cảnh đại dịch COVID-19, căng thẳng của biểu hiện trên trở nên trầm trọng hơn, trong đó có 4 vấn đề chủ yếu được phân tích dưới đây liên quan đến sự vận hành của hệ thống trong năm qua như thất bại chiến lược không COVID, chậm trễ đề xuất chương trình phục hồi kinh tế, đòi hỏi phân quyền lớn hơn cho các địa phương và thách thức lớn hơn đối với chính sách chống tham nhũng và tiêu cực. Trước hết về thất bại chiến lược không COVID, như đã biết, sau khi những chuyến xuất ngoại dồn dập của các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước sang các nước như châu Âu, Nga, Mỹ, Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v. vì mục đích kinh tế đã bị lu mờ bởi ngoại giao vaccine trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang trở nên cấp bách hơn. Chủ quan về chiến lược mua vaccine là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn vật chất và tinh thần cho người dân và cả tính mạng của hơn 20.000 người dân. Chính sách không COVID thứ tư vào tháng 5 năm 2021 được ca ngợi là cách tiếp cận hiệu quả với chi phí thấp, thể hiện tính ưu việt của chế độ đã bị thay thế bởi chính sách thích ứng an toàn với COVID theo nghị quyết số 128 vào tháng 10 năm 2021 của chính phủ đề ra. Tuy nhiên, khi thực thi, các chính quyền địa phương vẫn cát cứ là phép vua thua lệ lạc, lạm dụng xét nghiệm gây cản trở lưu thông hàng hóa, lao động và cuộc sống hàng ngày của người dân. Đây là hình ảnh vụ phá cửa bức một người phụ nữ xét nghiệm của ngoái mũi ở Bình Dương gây chấn động dư luận trong nước. Hai là chậm trễ về đề xuất chương trình bị phục hồi kinh tế, tăng trưởng kinh tế vào năm 2021 tiếp tục sụt giảm từ năm 2020 ở mức dưới 3%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch mà Quốc hội xác định. GDP không phản ánh chất lượng tăng trưởng trong thị trường kém phát triển, nhưng vì nó đảm bảo cho tính chính danh và uy tín của Đảng Cộng sản, nên sự lựa chọn chính sách là thử rồi sai, đòi hỏi chi phí cao và không bền vững. Không còn là chỉ tiêu kế hoạch hóa mang tính pháp lệnh, mà chỉ để phấn đấu nên các giải pháp đưa ra thường thiếu luận cứ thị trường cần thiết. Để tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2022 từ 6 đến 6,5% được Quốc hội 15 vừa thông qua trong kỳ họp bất thường, đồng thời với chương trình khôi phục kinh tế với quy mô gói kích thích chưa từng có đến tới gần 350.000 tỷ cho 2 năm 2022-2023. Nhưng thiếu những luận cứ thuyết phục giải tỏa những lo ngại về lạm phát cao là tiền không chảy đúng địa chỉ,
mà vào bất động sản, chứng khoán, vân vân. Về sức cầu yếu, cung chỉ trệ, nghẽn đầu tư công và thực thi chính sách kém hiệu quả. Thực tế chỉ ra khi thị trường vận hành thiếu các nguyên tắc cần có, và hơn thế nữa, việc thực thi chính sách luôn bị thao túng bởi bóp méo, bởi nhóm lợi ích, bởi quan hệ tư bản thân hữu chính trị, kinh doanh đang lũng đoạn Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tuần trước Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh đã hủy kết quả đấu giá đất kỷ lục ở Thủ Thiêm và Chủ tịch SEC bán cổ phiếu chui gây nhiễu loạn thị trường và gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Trong môi trường như vậy luôn xảy ra các hiện tượng khó lường của các đại gia. Giới siêu giàu như đấu giá đất cao bất thường gây rối loạn thị trường bất động sản, hoặc là bán chui cổ phiếu, phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới chuẩn, chuyển vốn ra nước ngoài, vân vân. Đây là những dấu hiệu bất ổn về kinh tế vĩ mô, kéo theo là bất ổn về xã hội và thể chế. Ba là đòi hỏi phân quyền lớn hơn cho địa phương thông qua cơ chế đặc thù. Phân chia quyền lực tản quyền đối nghịch với tập quyền là quá trình tất yếu chuyển đổi thị trường và dân chủ. Trước đây, quy chế đặc thù có tính chất đặc biệt về chính trị hay kinh tế cho thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Thì nay, trong năm vừa qua, Quốc hội 15 đã ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ở thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ. Về hình thức nói, mục đích trao cơ chế đặc thù là nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực, nhưng thực chất là những đòi hỏi về phân quyền tự chủ nhiều hơn cho chính quyền ở địa phương. Thậm chí có ý kiến đại biểu Quốc hội về sự cần thiết trao quy chế này cho tất cả các tỉnh thành, vì mỗi tỉnh đều có những đặc thù riêng của nó. Bốn là thách thức lớn hơn với chính sách chống tham nhũng tiêu cực, ví dụ như vụ tủ đại, đại án Việt Á đã xảy ra. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm dởm do Việt Á và Học viện Quân y hợp tác nghiên cứu sản xuất và được toàn bộ báo chí của Đảng và các bộ khoa học công nghệ, Bộ Y tế tung hô lên trận trời mây, khiến cho Việt Á đã thu về tới 4.000 tỷ đồng chỉ trong thời gian rất ngắn. Bộ Công an khởi tố lãnh đạo của doanh nghiệp này và các cá nhân tổ chức liên quan với tội danh lợi dụng nâng giá bộ kit xét nghiệm COVID, và với tính chất nghiêm trọng và sức nóng của xã hội, nó đã thành đại án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Chống tham nhũng, tiêu cực, những hành vi trục lợi trong bối cảnh khủng hoảng vì đại dịch luôn bị lên án, coi là tội ác, nhưng sự cám dỗ khủng khiếp, mức hoa hồng lên tới 45% của gói thầu bộ kit đã khiến quan tham sẵn sàng chui đầu vào thỏm lọng. Sự tha hóa quyền lực đã biến tham nhũng thành hiện tượng lũng đoạn nhà nước. Sự cấu kết bài bản giữa quyền và lợi, giữa quan chức và doanh nghiệp mang tính hệ thống. Công tác điều tra vẫn đang được mở rộng, không có vùng cấm. Nhưng bước đầu đã có loạt cán bộ, lãnh đạo của tỉnh, cấp vụ, thứ trưởng của các bộ y tế, bộ khoa học và công nghệ bị khởi tố và kỷ luật về đảng. Rõ ràng, đại án này đang phủ bóng đen lên sự rất thành công về nhân sự của Đại hội 13. Dư luận đang đòi hỏi sự giải trình trách nhiệm của lãnh đạo liên quan tới cấp cao nhất. Rối loạn chức năng toàn trị kéo dài và càng trầm trọng chỉ ra sự cần thiết thay đổi mạnh mẽ chính sách cải cách thị trường, đồng thời với chuyển đổi dân chủ, vượt qua rào cản thể chế bị níu kéo bởi ý thức hệ giáo điều. Động cơ ít quan trọng hơn nhiều so với hành vi huyền thoại. Chủ nghĩa xã hội không thể thay thế cách vận hành, và hơn nữa, nếu lãnh đạo có ý định tốt nhưng không thể biết cách thực hiện hóa nó, thì nhiệt tình cách mạng chỉ là duy ý chí.